Bây giờ mình sẽ đi làm nước giấm nha các bạn. Ở đây thì mình có một cam dừa các bạn. Thì mình không có dừa tươi nên mình sẽ mua dừa này. Với lại đây là hành tây, xả vào các bạn. Đây là một chén giấm. Ok, bây giờ mình sẽ cho vào nồi nha. Cái này là 1 lít. 1 lít dừa nha các bạn. Thì mình sẽ cho vô đây chắc khoảng 5 muỗng giấm. Giờ trước tiên mình sẽ cho 5 muỗng giấm trước nha các bạn. Xong rồi mình sẽ nêm lại xem nó chua hay như thế nào. Mình sẽ cho thêm. Đây là xả, 1 muỗng đường, 2 muỗng đường nha các bạn, nửa muỗng muối, nửa muỗng bột ngọt, 2 củ hành, 2 hành lá. Đấy là cái nồi giấm của mình bây giờ đã xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi qua để cắt bò làm rau rồi mình sẽ lên bàn. Đây, pha mắm nêm cả nhà ơi. Ở đây mình có 3 muỗng mắm nêm các bạn. Bây giờ mình sẽ cho tỏi ớt vô nha. Cho 2 muỗng đường nha các bạn. Đây, bây giờ mình có thơm vô rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hấp cái mắm nêm này lên. Rồi sẽ cho lên bàn các bạn ơi. Ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh xã mình ăn món bò bắp bò nhúng giấm nha các bạn. Which way is higher, the upper down? The needle higher. Dạ. Hôm nay mình làm bò nhúng giấm các bạn ơi. À thèm bò nhúng giấm. Ok, bây giờ mình sẽ cho bò vô nha. Xin mời cả nhà ăn bò nhúng giấm nha. Wait till it's not boiling. Huh? Which way is higher? Quá thơ khổ. Ăn cái cuốn cuốn này là mình chỉ có cuốn cho anh ăn thôi các bạn. Chứ anh không có cuốn được, anh không biết cuốn đâu. Yeah, for you. Really lovely. It's like plastic. Plastic. It's not bad. Hôm nay là một ngày rất là bận rộn luôn các bạn. Biết sao? Dẫn Sophia đi bệnh viện nhổ răng. Xong rồi bà về nghe, trời ơi, bà nhõng nhẽo. Bà khóc, trời ơi. Còn anh chồng mình á thì ráp cây thông Noel. Còn mình á thì tất bật làm món bò nhúng giấm các bạn. Các bạn biết không, hôm nay dẫn Sophia đi bệnh viện nhổ hai cái răng cửa bị sâu ăn. Xong rồi hả, chám 8 cái răng. Tất cả những cái răng trong miệng Sophia là chám hết. Rồi bọc cái bạc á các bạn, bọc mình thấy bọc cái màu bạc bạc á là bọc 5 cái. I'm talking about Sophia today. So sorry. Trời ơi, cả nhà biết không, nó khóc thôi rồi, nó la làng nội ơi. Ok, mình xin mời cả nhà nha, mình đói bụng lắm luôn rồi đó bạn. Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối rồi đó.
Ngon quá. Anh chồng mình không ăn mắm nêm không ạ? Anh ăn nước mắm. Nước mắm mà mình làm nước mắm bánh xèo các bạn. Còn á, mắm chua ngọt á. Anh ăn nước mắm thì anh không ăn mắm nêm. Có mình ăn mắm nêm thôi. Cái này còn thiếu chua chát nữa các bạn. Không có chua chát. Another 20 seconds. Okay. Bánh tráng này nó dai dễ sợ bạn ơi. Cười quá. Mình nhúng cái ảnh kia nhúng nữa đi em, nhúng thêm miếng nữa đi. 20 giây nữa đi. Nó dai. Cắt không đứt. Cái này á là bữa nay mình định cho nhúng mẻ các bạn, nhưng mà mình đi mua không có mẻ cho nên mình phải nhúng giấm. Trong cái nồi này của mình nha, có sả nha, có củ hành tím, củ hành trắng nha, có hành lá nữa, nó thơm ngon thiệt. Nước dừa nha các bạn. Bắp bò mình mua về mình tự cắt luôn. What? Some of the more famous tender parts but don't mean have as much flavor as some of these. So me, I like it. Mình thì thích ăn bắp bò luôn các bạn. Mà anh chồng mình thì bắp bò thì thấy hơi khó ăn. Anh thích ăn bò tái các bạn ơi. Mình thì mình thích ăn bắp bò. Quá trời đã rồi. Quá trời ngon, quá trời thơm. Không. Sorry Sophie, bữa nay Sophie rất là buồn và rất là gọi là yếu xìu luôn các bạn. Ăn không? Ok, mẹ cho con cái nha. Đây. Thank you mommy. Probably 650. What? 650. 650, you leave? Mm-hmm. Okay. Oh. Oh, yeah. Uh-huh. Is that good? Sophie trúng răng. À, ăn cái này ngon lắm nè cô chú ơi. Ăn nữa mà nhúng cho nha. Hết hồn. Sophie hết hồn. Hết hồn hả Sophie? Rồi bóc tay cho nó nhanh cả nhà ơi. Cầm đũa mà gắp mấy cái này không biết chừng nào mới xong luôn á. Nó lâu quá. Ăn nhanh nhanh. Ăn cái này bóc tay các bạn. Bóc tay cho nó thoải mái.
Hồi nãy cái mắm nêm á các bạn, mình hấp xong mình nêm á nó vẫn còn mặn đó. Mình phải cho thêm 2 muỗng đường nữa nha các bạn. Là hồi nãy 2 muỗng đường, lúc đầu mình là 2 muỗng đường, thì sau lên 2 muỗng đường nó là phải 4 muỗng đường nha các bạn. Thì nó mới sẽ vừa ăn chứ không là nó sẽ còn mặn. Yeah, extra 20 seconds. Bánh tráng dài quá, anh nói là nhúng thêm đi. Bánh tráng dài thiệt. Bắp bò nhúng giấm nha cả nhà. Ngon lắm cả nhà ơi. Bữa nay hả mình muốn làm nhúng mẻ nhưng mà cuối cùng mua không có mẻ mà. Thành ra mình nhúng giấm. Chứ thật ra mình thích nhúng mẻ hơn. After we landed in California late and went out to eat late at night. Oh. They don't have this. It's just they don't have Vietnamese food there. That's what I meant. You said everywhere, even America. Mm-hmm. One more for you. That's all. Quá ngon. Quá ngon mà không có thời gian nói chuyện các bạn. Cái bò nhúng với lại giấm á ngon lắm, chua chua ngọt ngọt mà thơm tả thì chứ. Ngon quá, lâu lắm rồi mới ăn là món này các bạn. Chắc không phải à, cả năm rồi đó, cả năm rồi mới ăn được món này, mới ăn lại món này. Bữa nay 9 giờ rưỡi tối, 2 chồng mới ăn tối các bạn. Đi bệnh viện về là 6 giờ mấy rồi, 7 giờ ở đâu mình làm đồ ăn. Chai cho kia thì gắp cái thông thôi em. Cho nên lên bàn ăn là phải 9 giờ rưỡi các bạn. In Japan, when you take that, just the beef, they call it
shabu shabu. Mm-hmm. Right. Expensive people. The stuff they use in shabu shabu, maybe. They do have some very expensive beef there, but I'm not sure that's what they use in shabu shabu. No. Maybe that. Đặc biệt nữa. Anh chồng mình nói mình ăn nhiều quá, anh giờ mình vậy. Ok, bây giờ mình sẽ tạm dừng video tại đây nha cả nhà ơi. Mình rất hy vọng cả nhà sẽ yêu thích kênh của gia đình nhà mình và hãy ủng hộ, like, chia sẻ giúp mình với nha. Mình xin cảm ơn rất là nhiều và bây giờ mình xin tạm biệt. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video ngày mai. Bye bye. Bye bye. Ok, you want to say something with everyone? Thank you for watching our video. Have a great day. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha.